Anh Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay đến trong chương trình Talk Show, những tiếng hát của truyền hình VBS, hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả gần xa hai tài năng. Một tài năng rất là trẻ và anh cũng rất là có nhiều tài và rất là đặc biệt mà quý vị khán giả đã thường yêu mến trong nhiều năm. Đó là nghệ sĩ Thành Lễ và nam ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt. Thân ái xin chào quý vị thân thương của đài VBS và em trai. Nguyễn Đức Đạt xin trước tiên là chào anh Andy Chris, và chào anh Thành Lễ và chào khán giả của hệ thống truyền hình VBS. Quý vị cũng biết là khi mà nói đến một nghệ sĩ tạp kỹ thì nó có nhiều cái tiết mục ở trong đó, và đặc biệt anh là một cái người phải nói là khôi hài, anh hát hay, anh diễn cũng hay, anh làm bất cứ cái tiết mục nào đó là tất cả các em trẻ cho đến gọi là những người phải nói là trung niên và lớn tuổi đều thích, là tại vì những cái tiết mục ví dụ như Lady Gaga là nó không không phải là Gaga đó, cái hình tượng rất là đẹp, nhưng mà đối với Thành Lễ thì nó không phải là đẹp cho lắm, còn nó làm cho người ta là phải cười đó. Quý vị vừa nhìn thấy Thành Lễ là đó là quý vị đã cười rồi, ok. Thì bây giờ Thành Lễ này, anh em mình có dịp gặp nhau một vài lần, yeah. Thì trên những cái show thí dụ như gọi là hội chợ Tết chẳng hạn, yeah. Không đó thì Thành Lễ vừa xuất hiện thì đã nghe những cái tiếng vỗ tay, yeah. Từ đâu nó ra cái tiếng vỗ tay đó, là có phải là Thành Lễ quá đẹp hay là quá hay? Phải nói cảm ơn Chris quá khen. Thực sự ra là nếu mà Thành Lễ được tiếng vỗ tay phải nói là điều khích lệ của khán giả tặng cho Thành Lễ nó riêng, cũng như tặng tất cả anh em nghệ sĩ, không riêng gì Thành Lễ đâu. Ai cũng trong show vừa rồi là Tết, hội chợ Tết ai cũng được vỗ tay, nhưng mà có khẽ là cặp đùi Lễ quá đẹp. Wow, cặp đùi vậy. Khi mà nói Đạt đó, Đạt không thấy, nhưng mà Đạt sờ hoài Đạt biết rồi. Yeah. Wow. Yeah. Cái đặc biệt của Thành Lễ đó, đặc biệt Thành Lễ khi mà xuất hiện một cái show nào đó, yeah. Đi theo bên Thành Lễ, chẳng những tiếng vỗ tay đó, người ta hoan hô Thành Lễ, nhưng mà người ta hoan hô nhiều hơn nữa, đó là đúng Đức rồi. Đạt. Là tại vì Đức Đạt là một cái, phải nói là cái hiện tượng, yeah. Rất là đặc biệt. Tại vì Đức Đạt hát hay, yeah. Đánh đàn cũng hay, yeah. Và khi mà trên cái sân khấu đó, làm xong cái nhiệm vụ của một người entertain là, yeah. Rất là tự nhiên, rất là phải nói sống động trong cái sân khấu đó. Thì bây giờ hỏi Đức Đạt này, bao nhiêu năm Đức Đạt đi trên sân khấu đó, cái hạnh phúc của Đức Đạt như thế nào, cái cảm giác cảm tưởng như thế nào? Dạ thưa anh, cảm ơn anh hai cái chữ nhiệm vụ, tại vì cái đó là mình hai cái chữ rất là quan trọng, không phải là tài năng, không phải là đẹp đẽ nữa, cái đó cũng phải cần, nhưng mà nhiệm vụ tức là phải có trách nhiệm với cái ngành nghề của mình, với cái những cái gì mà mình đã hứa với ban tổ chức và hứa với khán giả, show đó mình làm cái gì thì mình phải làm thôi. Đó là cái mà Đạt còn tồn tại tới ngày hôm nay và được khán giả hưởng ứng mỗi ngày một nhiều, cho đến ngày hôm nay, là nhờ nhớ hoài cái chữ bổn phận và nhiệm vụ. Và Đạt rất là thấy hạnh phúc, là tại vì khi mà Đạt trình diễn thì mọi người quên đi là một người khiếm thị, đó chỉ là một khán giả đối với một ca nhạc sĩ thôi, đó là Đạt hạnh phúc. Còn nếu mà còn nghĩ tới khiếm thị hoặc là tội nghiệp hay gì đó thì lúc sau khi coi show xong là hết rồi. Đối với anh đó thì anh thấy là đối với anh nhận xét là tại vì anh đứng bên gọi là hậu trường sân khấu, nhất là những cái gà mà anh lúc nào cũng chăm chú là khi mà Đạt trình diễn, thì anh thấy là tuy là Đạt có một cái khiếm thị ở trong đó, nhưng mà tất cả mọi người, người ta không có nhìn được cái điểm đó, người ta nhìn Đạt là một cái, phải nói là một cái thần tượng, là tại sao hát trình diễn một cái phong cách rất là, phải nói là rất là, phải nói là professional, chuyên nghiệp, không có một cái gì mà gọi là người ta có thể, người ta nói à anh này thiếu một cái điểm nào đó, cái đó là cái hay. Thì cái hạnh phúc của Đạt đó, Đạt có nghĩ đó là cái hạnh phúc của tất cả khán thính giả cho Đạt hay không? Dạ phải. Ngoài khán thính giả, Đạt được như ngày hôm nay là cũng nhờ thứ nhất là sự siêng năng học hỏi của chính mình, và thứ hai là sự đóng góp, giúp đỡ và sự cố vấn của những bậc đàn anh đàn chị đi trước. Giống như đại ca Lễ này cũng đóng góp cho nhiều lắm, giống như trình diễn phải move như thế này, phải nhúc nhích như thế này, phải quay mặt qua về sao sao. Tại vì thứ nhất là phải nói là người khiếm thị không có thấy người khác move cái body language, tức là cái body language như thế nào, thì cũng bị thiếu. Đôi khi người đó hát hay, đàn hay, mặc dù khiếm thị hát hay, đàn hay, nhưng mà nhiều khi thiếu body language thì coi nghe hoài mà không thấy move, hay là trên video thì cũng chán.
Vâng. À, thì anh cũng có nhiều người sự cũng có nhiều sự giúp đỡ của các anh chị đi trước lên nói làm sao hay rồi move như thế nào thì cũng nhờ đó cũng đỡ lắm. Vâng. Yeah. À, anh không biết là em có biết Đức Đạt có biết là ở trên đất Hoa Kỳ này đó có hai nhạc sĩ. Hai ca nhạc sĩ cũng khiếm thị nhưng mà đó là đi vào cái lịch sử legend của Mỹ. Thứ nhất là Ray Charles. Ray Charles là người cũng khiếm thị. Ray Charles là nổi danh về vấn đề mà nhạc nhạc jazz. Yeah. Ok, bao nhiêu năm vẫn được bao nhiêu khán giả ái mộ. Và những người rất là trẻ đó là Stevie Wonder. Anh Stevie Wonder là cũng là tuyệt vời, đúng là Wonder. Đúng không? Thì đối với anh thì anh nhìn vào Đức Đạt em có cái đặc biệt đó. Là tại vì cái phong cách trình diễn em rất là, anh biết là em có cái khiếm thị đó và anh em cũng nhờ cái người bạn rất là thân thương của em đó là Thành Lễ giúp con sen. Bây giờ cái chuyện con sen đó thì từ xong anh em mình sẽ bàn qua xin đi show lấy 100 tôi lấy 80 rồi đó. Ồ vậy hả, có thật như vậy hay không? Thật. Mình chỉ đùa thôi, mình chỉ nói lại đó chỉ... Yeah, Stevie Wonder. Wow. Yeah, Stevie Wonder rất đạt. Thì bây giờ đó thì theo anh đó thì anh thấy rằng cái này không phải anh em mình gọi là khen nhau là tại vì đây là mình làm cái công việc gọi là nghệ thuật. Cho nên là đúng như hồi nãy Đức Đạt nói đó là cái công việc, cái nhiệm vụ của mình. Ok, thì khi mà Đức Đạt mà trước khi mà mình lên trên sân khấu như vậy là mình phải tập dượt với là mình có Đức Đạt có cái cảm giác bồi hồi hay không, rung hay không? Không có rung nhưng mà rất là bồi hồi. Giống như hạnh phúc, giống như đang chuẩn bị mọi lần một cái chuyện gì lớn lao lắm vậy đó. Tức là mình phải có những cái cảm giác như vậy thì mình diễn mới sung. Tại vì nếu mà lên bình thường cũng như không có lên thì chán lắm. Giống khán giả thấy được liền. Vâng. Rồi sau khi những cái tràng vỗ tay của khán giả khi mà Đức Đạt mà chấm dứt cái bài nhạc của mình đó thì cái feeling của Đức Đạt như thế nào, cái cảm giác như thế nào? Thì nếu mà thật sự nếu mà mình trình diễn nó tới đó thì mình vui. Còn nếu mà trình diễn mà vô tình hay gì mà nó bị tổ trác một chút xíu mà khán giả vẫn vỗ tay đó thì nó mình thấy cái này mắc cỡ hơn mắc cỡ hay là gì đó. Nhưng mà mình rất là nhớ ơn những cái tràng vỗ tay và những cái sự reo hò sự sung sướng của khán giả làm cho mình rất là vui. Có khi em Đạt được nghe nói lại là có những người rơi nước mắt vì những cái bài hát của Đạt sáng tác hoặc là trình diễn lại những bài hát của người khác đó. Cái đó là mới là phần thưởng thật sự nha. Trong chương trình ngày hôm nay thì Đức Đạt sẽ trình diễn bài hát nào để tặng cho tất cả quý vị khán thính giả? Bây giờ thì cái này cũng bất ngờ thì mình đánh một cái bài đánh guitar trước cho vui ha. Vâng. Ok. Xin mời tất cả quý vị hãy lắng nghe tiếng đàn của Nguyễn Đức Đạt. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Romance do
nam ca nhạc sĩ Quỳ Đức Đạt trình bày. Chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin thương mại của hệ thống truyền hình VBS. Xin mời tất cả quý vị hãy giữ hệ thống truyền hình VBS và chúng tôi sẽ trở lại sau. Xin chân thành cảm tạ.